Để rõ vậy đó. Bây giờ là rớt cái giờ đó. Nhà mới vợ chồng vào cả nhà nha. Chào cả nhà. Xin chào, xin chào. Chúc ngày mới vui vẻ. À, hôm nay cải của mình thì nó lớn thì lớn hôm nay rồi, nhưng mà hôm nay còn rất là nhiều. Cho nên sáng nay vợ mình có mua được một con vịt xè hai cái cánh này. Ngào cánh bị cắt rồi. Thì bữa nay vợ chồng mình sẽ làm một cái món bánh xèo nhân vịt xiêm. Vịt này vịt xiêm nha. Để chút mình sẽ lóc cái thịt ra mình bằm làm nhân. Đó. Rồi. Sạch sẽ đó, rồi chút cho nó gáo đi rồi lóc thịt ra. Hôm nay mời cả nhà ăn bánh xèo ha. Bữa nay trời cũng thấy là không được nắng lắm rồi đó. Bữa nay sáng này thì mưa phùn. Bây giờ thì không có nắng. Không biết họ mưa nữa hay không đây. Bánh này bánh xèo đặc biệt. Chim luôn, con vịt chim luôn. Em làm xong rồi phải không? Sạch sẽ hết rồi đó, bây giờ đợi nó gáo đi. Lóc ra, sắc ra, bằm. Hồi trước giờ mình chưa có lạng lóc thịt con vịt ra lần nào nha. Để hôm nay mình sẽ thử coi. Lóc được nhiều lóc. Chỗ nào có thịt mình cứ lóc hết đi. Cho mình sắc nhỏ nhỏ, mình bằm quá. Lóc rồi. Em lóc một cái gỗ gai em nhả nè. Giờ mình sẽ đi ra giường kiếm một măng để vô làm. Chặt được một măng này nè, bây giờ mình sẽ lột ra luôn. Măng bữa nay hết măng bự rồi, còn lại nhỏ mà. Nhưng mà mình đổ thì bánh xèo mình đổ không có nhiều lắm, cho nên hai một nhỏ nhỏ là mình nghĩ chắc đủ. Rất là non luôn. Con vịt mình lóc được nhiêu thịt như nè. Con này là xương để họ mình nấu canh ăn cơm. Con này mình bằm ra làm như bánh xèo. Giờ mình bây giờ thì bào măng ra để sắc nhuyễn lại để làm nhân. Thay vì mình có củ sắn thì làm củ sắn. Còn có củ hủ dừa làm củ hủ dừa. Còn này nhà mình có măng thì mình đi sắn măng vô mình làm. Vịt bên đây mình đã lóc cho mình đã bằm xong rồi nè. Hai cái phần mình hai bên nè. Cũng nhiều lắm chưa. Cả này cả nửa ký á. Còn bên đây là cái phần xương mình lóc không còn dính thịt nè. Thì cái này để đây thì mình để nấu canh ăn cơm. Cái măng của mình á, mình sắc ra nhỏ rồi cái mình nên luộc nha, luộc cho nó chín với lại cho nó ra ba cái chất mà nhẵn nhẵn đắng của cái măng á rồi mình mới xào đổ đem ơi chín rồi nè. Đó, bây giờ vợ mình sẽ ra nhổ mấy cây cải để vô ăn bánh xèo. Thiếu ra lấy thêm. Hai nhỏ thêm.
Bây giờ mình sẽ xào xào nhân, xào thịt trước nha. Rồi cho hết thịt vô luôn. Cái này nếu mà dịch tơ, dịch con á, dịch nhỏ nhỏ á, là người ta bầm luôn hết, xay hết nguyên con, có xương luôn. Còn này mình lấy thịt không à, tại là dịch mình dịch bự. Rồi cho gia vị vô luôn, tí xíu nước mắm ha. Ngọt. Đây, nước mắm, bột ngọt với tí xíu đường. Cho thêm tí hạt niêm nữa đi. Cho nó đậm đà. Đây, nhân của mình giờ chín rồi, mình sẽ xúc ra. Tại vì hồi mình còn để vô bánh xèo mình chiên nữa. Này chín sơ sơ thôi. Mới 8 thôi chứ chưa được chín nha. Đó, tiếp tục bên đây thì bây giờ mình xào xào măng. Rồi, cũng y vậy luôn, những gia vị bình thường thôi. Tí đường. Bột nhỏ. Nước mắm. Cho thêm miếng hạt niêm nữa. Đó, con mình bây giờ buồn ngủ rồi, vợ mình đang dỗ cho nó ngủ. Để cho nó ngủ xong rồi vợ mình sẽ pha bột. Mình đi mình xào nhân xong mình sẽ nạo dừa, chuẩn bị sẵn hết những thứ cần thiết hồi mình làm á. Đó, bây giờ cái gì con? Hả? Ờ. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái măng ra, xong rồi chín rồi nè. Măng này xào ăn cơm cũng ngon đấy cả nhà. Cái gì này ngọt à? Hết trái luôn hả? Béo ngon. Bột chiên tôm. Bây giờ làm gì? Anh nhắc nước dừa bỏ ở đâu? Bỏ qua đây cho em đi. Để qua đó luôn hả? Ừ. Nhìn đổ bột vô đây anh mới nhắc được chứ. Đó. Thì mình sẽ dắt nước cốt dừa. Y như vậy cứ thế mà làm. Cái nhân nãy niêm vừa ăn luôn rồi đó. Nhân vịt xiêm. Nhân vịt xiêm. Trọng điểm mà để nó vô phải không? Rồi anh có bỏ đi được đó. Bỏ vô đi.
bỏ sao được. Đó, phải cầm cho anh chứ. Đó, phải cầm chứ. Nè, dắt nè. Bên kia đang cất nhà. Sáng đi sáng một mặt thấy bên kia đang xây đang cất. Hay. Được không? Rồi được rồi, được rồi, khoan, được rồi. Khoan ha. Cái bột sau đấy họ nó lỏng á. Giờ mình xếp thành để vô một cái xèo luôn. Coi mẹ làm hết con. Uống luôn. Chăm chăm nè. Để miếng bia cho dọn ha. Dọn cái viền ha. Bắt bếp lên bắt đầu mình chiên bánh nha cả nhà. Cái đầu tiên đây mình cho thịt vô nha. Thịt nè. Măng nè. Con không biết nữa. À, lại đắp lại. Giờ mình xây chở chảo. Giờ tiếp tục cho thịt cho tiếp ha. Đậy nắp lại. Này mình lấy cái nắp nhỏ đi. Hồi nãy cái nắp bự quá đậy sợ khấu nó vô. Khui.
và hơi khét rồi. Thịt để dưới nó khét. Cái này mình không để thịt dưới đâu, mà cái này mình để thịt lên trên. Chiên về tới vợ mình. Sau khi hai vợ chồng mình chiên nãy giờ thì được mấy cái bánh xèo này cả nhà. Đây là chén nước mắm ha. Đây quan trọng là cái xịa rau nè. Mình chiên bánh vừa xong, giờ chờ một chút mưa luôn mình. Mưa hay không đây cả nhà ơi. Ngủ không con? À, con ngủ luôn đây. Chua chua. Ăn sao ăn xé cũng được, đổ được muỗng cũng được. Giờ xin mời cả nhà cùng ăn với vợ chồng mình nha. Bữa nay coi bộ quán hơi ế nờ đó nha. Bắt tay vào việc thôi. Bắt cách hả? Cái gì? Cái con cải đẹp phải không? Ăn móc nè cả nhà. Móc đi, cho thoải mái. Tinh 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 tàn. À, cải nè. À, cho thơm nè. Với giúp cá nè. Với lá cách nè. Xà lách nè. Đó, giờ cuốn vô đều hết. Đi ăn gớm thịt. Tôi vẫn quay á. Mời cả nhà nha.
cái nhìn được sim á, ngon. Vịt nó béo. Thêm cái là vậy, mình lóc ra mình lấy thịt với da thôi, cho nên nó béo mà không có xương á, ăn miếng thịt nó mềm, ngon. Chứ thường nếu như người ta bán bánh xèo mà thịt vịt á, là người ta bằng vịt nhỏ nhỏ luôn xương người ta xay, còn mình này mình lóc thịt không à. Có vị khách đầu tiên. Má vô má ơi, má ngồi lên. Tiền đâu mà anh nè, nó ra làm cái chuyện đó. Ai ăn bánh thì ăn, con ăn cái đó đó. Đây có một vị khách đầu tiên nha, khách VIP à. Thịt vịt sim, vịt sim con lạng thịt ra rồi con bằm, không có xương. Ba hả? Ba cái bụng ba không được ổn. Cây cắt nó có ra lá đâu mà thấy không? Có sẵn có dòng dòng bẻ mấy lá. Vô chị ơi. Vịt lóc thịt. Vô con ơi, mẹ ăn đâu rồi? Bữa nay quán mình khách vô lai gai nha. Sao thấy vừa ăn chuyện mặn lạ kìa không cái nhân á, vừa ăn hết nấm thấy ngọt không? Bữa thì chỉ làm ngọt quá, bữa sơ lên nó lạc lạc không đậm, mới là tròn. Ba không ăn. Ba nói cái bụng ba không được tiêu. Nãy con thử cái khét. Nó ra thịt nó nằm ở dưới á. Cái lửa cao quá. Nó bị khét. Đó, xé vậy luôn đi. Quậy chung với bột á, là nó không rớt mà. Chút coi chung đem nguyên bao cá vô. Cá hả? Cá. Cá thứ bữa hả? Nó câu ăn hết rồi. À, coi chung đi câu hả? Bữa đi bị vụ hết lần này, cá nhiều lắm, nên không có con câu ăn. Đúng rồi, đi không đi được khó hẳn nha. Không nhà chắc. Tiếc đâu họ nó dinh dạng thùng thiệt hay sao hả? Có anh lắm. Vợ anh Long mua không? Một hai con là dễ. Câu nó câu. Má chú đi nha, đi gì nó dính hả? Có, mình bao một. Để nó mới dính hả? Để mở. Mời cả nhà. Chút về bằng đó. Dở không thì đó. Để ăn chậm để ăn bự gì nè.
không? Ừ. Ngon quá. Đi vô kiếp nguyên lắm, đau lắm. À, dài quá ha. Nhanh chạy tới đi. Ê, cho sợ vậy. Đau. Gì? Kêu gì? Bánh xèo này nè, nó phải nói chứ ăn nó phải bóc tay xé ra ăn nó mới ngon. Đã. Mất rồi. Cả nhà nghe. Mâm mâm nè. Bột dai không? Bột béo, nước cốt dừa béo, rồi vịt cũng béo luôn nữa, vịt chi mới già béo. Cái muỗng à, xúc nhân. Ừ, đúng rồi. Con con con. Thấy nhà con tôm, con miếng tôm. Buồn ngủ rồi, mặt đơ đơ rồi. Đây. Ngồi đợi nữa. Thứ là mình không có chiên dầu ha, không chiên mỡ luôn. Mà gom có dầu mỡ là lúc nãy mình xào nhân á, nó tươm ra miếng dầu. Thì chảo chống dính chiên phải nó để tóc hành luôn, chiên an toàn. Chỉ sợ khét thôi chứ không sợ, sợ không bị dốc. Ăn bụng rồi cả nhà, ngon quá. Tính lấy giấy chùa dài mà thôi, đi rửa luôn rồi. Bye bye. Đưa anh trai.